Lúc này, chúng tôi phát hiện ra người mẹ có tuổi đời khá trẻ cùng với đứa con chơi đùa ở khu vực trung tâm hồ Con Rùa trong khi đợi chồng đến đón. Để có được giây phút thư thái như ngày hôm nay, chị cũng đã trải qua những ngày tháng đầy đau buồn khi chào đón đứa con đầu lòng của hai vợ chồng. Em mang bầu là xét nghiệm đầy đủ, các khi mà sinh bé ra là bé sinh non, mới có 8 tháng thôi chị. Bên Từ Vũ thì bé bị tim, cách ly mẹ với bé luôn. 4 ngày sau, tim không bị gì hết, nhưng cái ruột có vấn đề là bé bị tắc ruột sơ sinh. Cho nên phải chuyển bé qua di động 2 mổ để đi hậu môn tạm bên hông. Tới 10 ngày em mới được gặp con em. Là vô còn có tí xíu. Rồi xong vô đó ngày đầu tiên em gặp bé, xong rồi hôm sau bác sĩ mới nói là bây giờ cho lấy máu xét nghiệm đi. Em mới hỏi là xét nghiệm gì. Bác sĩ mới nói là xét nghiệm cao là 3 tháng sau có kết quả. Là lúc bé xuất viện về là 3 tháng sau là em tái khám cái ruột á. Là lên là lúc đó em cũng buồn lắm chứ, khóc nhiều lắm luôn á. Mẹ em nói là bây giờ khóc làm gì, giờ con khóc mà cũng phải lo cho con, rồi giờ con phải vui lên con lo cho con, chứ con khóc làm gì thì đó em mới lạc qua em lo cho con. Một cái mơ ước gì cho riêng mình không, cho bản thân mình? Giờ để em không ước cái gì cho em, ước cho con em thôi. Một ngày lúc mà sáng ra lo cho con, nói chung tất bật cái cuộc sống lo suốt luôn. Nó tối con nó ngủ rồi nằm lại thấy tủi chứ, thấy buồn chứ, thấy lo, thấy chạnh lòng lắm. Mà thấy lên Facebook hay lên cái gì thấy bạn bè mình nó hạnh phúc, con nó ai cũng khỏe mạnh, thì em chưa bao giờ em dám khoe con em lên, chưa bao giờ. Rồi em nói thôi trời, ai bạn bè mình nó cũng như mình, cũng học hành thì kêu em lên mình nó hạnh phúc. Mà em nói thôi giờ cái số mình vậy, mình lo cho con giờ mình hạnh phúc hiện tại thôi, em không nghĩ gì hết. Từ lúc mà có em bé tới giờ là không liên lạc với bạn bè luôn. Tết hay gì á, đăng một cái tâm hình lên là bạn nói trời mất tích rồi, mấy năm trời không thấy mẹ con đâu hết. Thậm chí là hồi lúc mà bé cái ruột nó chưa xong á, em về quê ngoại á, ở với ngoại không à, ai tới thăm á là em trốn mà không dám ra luôn. Có nhiều người ta kỳ thị em, nhìn ánh mắt em biết thằng đó nó bị đau chỉ chở, em biết em buồn lắm chứ, mà thôi con mình, mình thương thôi, ai không thương thì kệ họ, em quan tâm. Con em mới đi được em nhẹ lòng lắm rồi, em cũng mong gì hơn là chỉ mong là xin cho con được trường nó đi học thôi à. Người mẹ trẻ này cũng đã quyết định không sinh thêm đứa con nào nữa vì muốn dành hết tình yêu và thời gian cho bé. Giờ đây, niềm vui của chị thật giản đơn. Mỗi bước đi của con là mỗi nhịp trái tim người mẹ rung lên vì hạnh phúc. Ở hồ Con Rùa có một con hẻm nổi tiếng nằm sát quán cà phê nghệ thuật. Con hẻm rất nhỏ nhưng có tới 3 quán ăn. Hầu hết khách đến ăn ở đây đều là khách quen. Em ăn đây ngồi tiếng học. Vừa hồi trường học đến bây giờ, bây giờ em không lớp mấy đâu? Rồi học lớp 12. Có lẽ là trong khu quận 3 thì mình thích nhất là không gian của hồ Con Rùa. Rất là thoáng và khá phong cách đối với người dân Sài Gòn. Mọi người cùng nhau buôn bán rất vui vẻ. Những người bán hàng ở đây dường như không hề có sự cạnh tranh với nhau mà còn giúp đỡ nhau mỗi khi đông khách. Nói chung là đoàn kết nhau làm vui lắm. Ai mà buồn ra đây là giải tỏa được nỗi buồn luôn. Ra đây người ta thấy cái vui á, xong người ta cứ ra đây, nhà nào ta ra nói chuyện, nhiều khi không ăn cũng ra ngồi nói chuyện hồi xong mới đi nào. Em thấy rất là đẹp mà. Rất có nhiều điều hay cho nên mình sống phải lạc quan. Dù là đôi lúc có những chuyện mình không như là mình mong muốn, nhưng mà phải lạc quan thì mình sẽ thấy được nhiều điều đẹp hơn. Chị gái này thường phụ quán cho em trai vào sáng sớm. Chị luôn nở nụ cười thật tươi với khách. Không ai biết rằng chị cũng có những nỗi đau của riêng mình. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị là khi bán hết sữa đậu nành. Ông xã mình làm gì? Chị đi chị à? Từ hồi chị có bầu. Tại sao lúc có bầu mà lại ly dị? Nãy có người khác. Thấy người ta kể về những buồn của mình, người ta buồn lắm mà chị vẫn thấy cười được luôn. Phải chấp nhận chứ được người ta làm. Ở đây hai chị em cùng bàn với nhau hả chị? Chị em cùng. Điều mà chị ao ước nhất cho em trai của mình? Chung là im cái gì, lập gia đình. Bao nhiêu tuổi chưa lấy vợ ạ?
không có một đàn ở rồi. Chưa từng nghĩ hạnh phúc cho riêng mình, nhưng điều chị mong ước lại là em trai có một gia đình đầm ấm. Người em trai của chị chính là anh chàng áo đỏ này đây, một thanh niên trẻ làm nghề bán sữa đậu nành, kiêm công việc môi giới bất động sản. Nghe nói là anh cũng đã từng ly hôn đúng không? Đúng rồi, anh đã từng ly hôn. Mình có con không? Có, bé 13 tuổi, ly hôn được 7 năm. Mẹ đâu biết là làm sao vậy, giờ mình biết kiếm tiền nhiều thôi để sau này lo cho nó thôi. Nó xa mình từ nhỏ, mình phải chấp nhận thôi. Đến khi nào đó thì mình muốn quay về, mong nó quay về sống với mình rồi. Sau 8:30 là thời gian bắt đầu làm việc của dân văn phòng, nhưng không gian tại các quán cà phê quanh đó vẫn nhộn nhịp vì những người làm lao động tự do ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Với họ, uống cà phê là để giao lưu và kết nối cơ hội làm ăn. Đây là hai nhân viên môi giới bất động sản, một người quê Đồng Nai và một người quê Hải Dương, nhưng các anh đều cùng tìm thấy những cơ hội kinh doanh ở thành phố này. Các anh có hay gặp gỡ nhau bên tách cà phê vào mỗi sáng? Thông thường mà anh em trong nghề mà gặp gỡ nhau để liên kết đó thì ví dụ như là một người có căn hộ hoặc là nhà, một người có hàng, có khách thì sẽ liên kết với nhau và ra một cái deal. À không, mình quê ở Đồng Nai. Sài Gòn thì nhiều cơ hội để phát triển tại vì có nhiều ngành nghề khác nhau, làm cũng nhiều. Với lại gặp gỡ được nhiều mối quan hệ. Buổi trưa ở Hồ Con Rùa không hề đơn điệu, mà bạn có thể bắt gặp những bữa trưa vui vẻ, kết nối những người bạn, đồng nghiệp hoặc là một cuộc hẹn hò ngắn ngủi của những người yêu nhau. Đôi khi Hồ Con Rùa còn được chứng kiến cuộc dạo chơi của những du khách ngoại quốc. We really like Saigon. It's a really nice place. A lot of traffic. We're not used to so many motorcycles, yeah. Oh, I like it. The weather is warm. The food is good. Giờ thì chúng tôi phát hiện ra một sự trùng hợp thú vị như một cuộc sắp đặt hài hước. Đó là sự gặp gỡ của ba anh xe ôm công nghệ của ba hãng khác nhau. Họ trò chuyện như những người bạn thân thiết. Anh chạy xe về thì cứ mệt thì tấp vô gặp mấy anh em nói chuyện bình thường vậy thôi. Công ty đối thủ nhưng mà công ty thôi, còn thành viên thì rất là vui. Đi đâu gặp nhau là cứ nói chuyện cười vui là ok. Để ngồi họp lại nói chuyện linh tinh chơi vậy đó. Điều mà anh mơ ước nhất bây giờ là gì? Mong ước sao mà một ngày là có thêm nhiều cuốc xe nhiều hơn vậy thôi, chứ giờ cũng không mong muốn gì nữa. Nhiều khi nó cũng hơi hối tiếc. Tại như đó mình đi học cái nghề gì thì nó đỡ hơn. Chứ giờ chạy về giống như nó hơi cực chút xíu. Giờ phải chịu thôi chứ. Anh thì ước mơ có cuộc sống ổn định cho gia đình với vợ con rồi nè. Hiện tại thì có một bé 5 tháng, mệt mệt về dở nó thấy khỏe, giống như thần dược. Anh có lời nhắn gửi gì đến thiên thần của mình 5 tháng đang ở nhà và vợ con? Con gắng ngủ cho ngoan, mau lớn nha. Dạ thì cố gắng kiếm tiền để nuôi con khôn lớn. 4:30 chiều, giờ thì người đàn ông bơm xe vỉa hè cũng làm thêm công việc vận chuyển thực phẩm cho người bán hàng rong. Những người lao động ở đây thường cùng một lúc làm nhiều việc như vậy. Cuộc sống mưu sinh hè phố tự dạy cho họ phải năng động và linh hoạt. Đây mới là thời khắc bắt đầu cho sự sống động của không gian trung tâm đại phun nước chính giữa Hồ Con Rùa. Những món ăn đường phố đánh thức vị giác của du khách và những cuộc chuyện trò miên man của những người trẻ sẽ nối nhau kéo dài đến giữa đêm. Hồ Con Rùa như một chiếc vòng xoay, xoay quanh đó là số phận của những con người bình thường chợt đến, chợt đi. Nhưng mỗi người trong họ đều có một câu chuyện của riêng mình,